Xin chào các bạn, vừa rồi là một cái bài đẩy ngược trên. Mình có tập 3 cái động tác để các bạn tham khảo. Mình bây giờ mình không nói về đúng hay sai, mình chỉ nói về cái cảm nhận của mình thôi nhá, để các bạn tham khảo. Thì cái bài đầu tiên ý là cái bài mình đẩy chéo lên trên này, mình đẩy lên cổ này, cái tay mình thẳng vươn này. Cái bài đấy này theo mình như là mình bị cảm nhận là bị vào vai này, căng cổ này, vào tay này, rất là mỏi cái cẳng tay này. Ngực mình không có cảm nhận vào một tí nào cả. Cái bài thứ hai ý, cái bài xuống này này, bài xuống sâu này này. Thứ nhất là mình có cảm nhận được một tí vào ngực, nhưng mình cảm thấy cái tay của mình nó chịu được rất là nhiều. Mình mỏi hết cả cái cẳng tay này, lúc mình xuống mình phải đè cái cẳng tay này, mình phải gồng cái cẳng tay.